Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel và chào luật sư Nguyễn Hoàng Viên vào buổi sáng thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2022. Chào anh Viên. Xin chào tất cả và chào anh Hoàng Bách. Dạ vâng, thưa luật sư Nguyễn Hoàng Viên, chúng ta thấy thời gian đi quá nhanh. Bữa nay đó là 25 tháng 10, chúng ta còn 1 tháng 5 ngày nữa. Còn 2 tháng 5 ngày nữa là chúng ta bước qua cái năm mới. Và nói về bầu cử, cách đây anh Dương có nói là còn 3 tuần, 4 tuần, bây giờ chúng ta chỉ còn chừng không khoảng 2 tuần nữa thôi là cuộc bầu cử. Mà không biết bên Cali như thế nào, nhưng mà riêng ở tiểu bang Texas chúng tôi thì đã cho bầu sớm bắt đầu từ ngày 24, tức là ngày hôm qua, thưa quý vị. Và nhân cái cơ hội này, chúng tôi và luật sư Nguyễn Hồ Duyên nhắc nhở quý khán thính giả khắp nơi, đặc biệt là những cái tiểu bang mà cho bầu sớm đó, là quý vị đi bầu, bởi vì cái lá phiếu của quý vị nó rất là quan trọng để chọn một cái người mà có nhân cách, có đạo đức, mà vì quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Xin chào anh Dương. Dạ vâng, xin chào. Và như anh Bách mới vừa nói đó, nhớ là chúng ta bỏ phiếu ngay bây giờ, bỏ phiếu sớm. Còn nếu mà đừng có đợi tới cái ngày 8 tháng 11, đôi khi cái lại nó quá dài trở lại. Dạ đúng rồi. Trước khi mà anh Duyên thảo luận những cái đề tài chính ngày hôm nay đó, chúng tôi cũng chia làm hai phần. Phần thứ nhất là nói về nội tình nước Mỹ. Phần thứ hai, chúng tôi bàn tới cái vấn đề đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Cộng đã kết thúc rồi. Và sẽ bàn thêm chi tiết về những vấn đề này. Thì trước khi mà mình đi vào chi tiết đó, thì mình cũng xin cái thông báo đó là ông Rishi Sunak là một người gốc Ấn Độ đã trở thành thủ tướng của Anh. Chỉ bây giờ ông chỉ cần là tìm người để mà vào cái nội các. Chúng ta biết là bà Lee Truss sau 44 ngày thì đưa tới cái sự thất bại, bà phải từ chức. Và bây giờ là một người gốc Ấn Độ mà sống ở Anh. Và dân Ấn Độ họ nghe cái tin này họ rất là vui và hãnh diện. Một ngày nào đó mà trên nước Mỹ của chúng ta mà có một cái nhân vật mà gốc người Mỹ gốc Việt Nam, mà nếu được hăng hạnh như thế này thì có lẽ là người Việt Nam khắp nơi cũng rất là vui về những cái điều này, phải không anh Việt? Bây giờ nó đang xảy ra. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nên nhớ là một người Đức gốc Việt Nam mà đã từng lên tới cái ghế phó thủ tướng ở bên Đức, chắc là anh Bách còn nhớ. Còn người Việt Nam ở Mỹ đó, bây giờ chúng ta đã thấy những nhân vật rất là xuất chúng, chẳng hạn như là Bi Nguyễn ở tiểu bang Georgia đang tranh cử vào chức Secretary of State. Rồi cô Stephanie Murphy thì đã từng làm dân biểu ở dân biểu liên bang hai nhiệm kỳ, mà không phải là làm dân biểu gọi là gì mờ mờ nữa, mà là một người mà ở trong cái đẳng cấp cao và phục vụ, nghĩa là làm việc ở trong các cái ủy ban đặc biệt của Hạ viện. Điều đó nó nói lên cái bản lãnh. Ngay bây giờ thì tôi chỉ thấy những cái nhân vật như vậy thôi, nhưng mà tôi biết rằng là giới trẻ của Việt Nam đó bây giờ đang vươn lên, và tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy những cái nhân cách như là Bi Nguyễn mà chẳng hạn, mà tới một cái lúc nào đó là Đảng Dân Chủ mời rằng là cô Bi Nguyễn đứng chung liên danh với một vị nào đó để mà ra ứng cử tổng thống, thật sự tôi hoàn toàn tôi không ngạc nhiên, là tại vì tôi chứng kiến cái cách cô nói chuyện. Và tôi, những cái quan điểm và những cái cách mà cổ deliver cái quan điểm đó, nó cho thấy là đây là một người nhân cách và một người rất là quả cảm. Và với những nhân cách như vậy thì không có ngạc nhiên gì một cái ngày nào là người Việt mình cũng đóng góp rất là nhiều vào trong cái cơ quan quyền lực của Mỹ một cách rất là xứng đáng thôi. Trở lại. Dạ vâng, cũng xin thêm đó là chị Stephen Murphy đó là người sống ở Florida. Khi mà qua bên này tị nạn là mới đâu có 5 tuổi thôi, mà trở thành gọi là một trong những thành viên của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1, 9 người, thì trong đó có một người Việt Nam. Rồi chị cũng là trưởng phái đoàn đi tới thăm Đài Loan, trong các phái đoàn thượng nghị sĩ hạ viện đi tới thăm Đài Loan. Thì đây là cũng một điều hãnh diện, cho nên chúng ta bỏ phiếu. Khi mình chọn lựa đó, mình bỏ phiếu cho những người không có ác kỳ thị mà phải sống hòa đồng, bởi vì Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là tập hợp của nhiều quốc gia trên thế giới này, chứ không phải là một thượng đảng là người da trắng. Bây giờ để bước vào cái vấn đề, có nhiều cái câu thắc mắc để mình nêu lại luật sư Nguyễn Hoàng Duyên để mà chia sẻ.
Như là quý khán giả chúng ta đã từng nghe cách đây cũng 1-2 năm rồi, cái vụ án ở Manhattan là về cái Trump Organization, là công ty cái đế chế của ông Trump ở Manhattan. Cái vụ án này ông Sarah Van đó, lúc bây giờ làm biện lý đó, thì ông đã tiếp tục điều tra dưới thời của ông Trump đang làm đương kim là tổng thống. Và tới tháng 12 năm 2021 đó, thì ông Sarah Van này ông về hưu, và cái người lên thay thế là ông Arvin Pratt. Thì ông này đó, ông vẫn tiếp tục. Thì thưa luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, cách đây 2 ngày, tức là ngày thứ hai là ngày hôm qua đó, thì đã thành lập bầu thẩm đoàn để họ tiến hành cái vụ án Trump Organization, và họ đem ra để mà họ trình bày. Thì trong cái vụ án này đó, theo ông biện lý đó, thì ông nêu lên cái nhiều vấn đề mà hai cái vụ án mà ông cho là đại hình về Trump Organization đó. Thì luật sư của ông Trump đã tìm cách thương thảo để từ đại hình xuống tiểu hình, tức là họ thương thảo với nhau. Nhưng mà theo lời đó, ông Trump đó, thì ông không muốn thương thảo gì cả. Và cách đây vào tháng 8 vừa qua đó, thì chúng ta biết là nhân vật mà gọi là coi như là giám đốc về tài chính của Trump Organization là ông Weisberg. Thì ông này đó, ông đã nhận 15 tuổi và bị kết án là 5 tháng tù ở và 5 năm quản chế. Thì ông bây giờ, ông tháng 10 này, ông có hứa là ông sẽ là nhân chứng quan trọng trong cái vụ Trump Organization. Thì xin luật sư có thể cho quý khán giả khắp nơi đó, khi mà họ điều tra về Trump Organization, nó có liên quan tới cái người chủ, tức là ông Donald Trump hay không? Bởi vì họ nói là chỉ hoàn toàn là cái này là của công ty, cái đế chế của Trump thôi, nó không liên quan tới Trump, là liên quan tới các con cái. Tại sao như vậy? Bởi vì những người này đó là những người vận hành cái công ty này. Xin mời luật sư. Có liên quan không? Nó không phải là do chúng ta ngồi ở ngoài mà chúng ta đồn đoán. Và khi mà ông Weisberg đó, ông nhận tội và có một cái deal với công tố, và chắc chắn khi có cái deal với công tố thì là ông phải ra, tức là ông khi mà ra xử trong vòng, tại vì cái phiên xử nó bắt đầu từ ngày hôm qua, thì trong vòng vài ngày tới đó, chắc chắn là ông sẽ ngồi trên cái ghế nhân chứng, và đồng thời ở bên phía bên công tố họ sẽ hỏi những cái câu hỏi. Đây là cái vấn đề. Cái câu, khi mà anh Bách nói rằng là liệu cá nhân của Donald Trump và những đứa con của Donald Trump có bị vướng vào trong cái vụ này hay không? Chắc chắn 100% về mặt thực sự mà thực tế mà nói đó, tất cả những gì, tại vì bên phía công tố họ đã có bằng chứng rồi, từ những cái check ký ra đó đều là có chữ ký của Donald Trump, và Donald Trump biết rất rõ. Vậy thì khi mà công tố hỏi, đây mới là cái vấn đề nè. Chúng ta biết nếu mà một người nhân chứng đi ra ngồi cái ghế và bị thẩm vấn đó, đã tuyên thệ phải nói sự thực, là tại vì nếu mà nói một cái điều mà nó không đúng sự thực, trong khi mà công tố có bằng chứng một điều, mình nói một cái ngã mà mình nói sai, thì cái tội mới đó là cái tội là khai gian trước tòa, khai gian trước bồi thẩm đoàn, cái tội đó nó nặng lắm, cho nên bắt buộc là Weisberg phải nói sự thực. Chỉ có một điều, khi mà một người nhân chứng mà đi ra mà được hỏi mà người ta từ chối trả lời, thì hiến pháp bảo vệ họ, nói rằng là nếu mà họ nói là tôi take the fifth á, tức là tôi dựa theo cái tu chính án số 5, nếu mà tôi nói ra cái điều này thì tôi sẽ bị buộc tội, cho nên tôi không nói, bởi vì tu chính án số 5 bảo vệ tôi. Cái khó của Weisberg là như thế này. Cái câu hỏi không phải là hỏi về Weisberg mà người ta hỏi về Donald Trump. Chẳng hạn, tôi nói thí dụ thôi. Cái check này, ông ký, thì có cái chữ ký của Donald Trump bên cạnh đó. Vậy thì Donald Trump và ông có thảo luận trước khi ký hay không? Ông không thể nào ông nói rằng là cái này là tôi take the fifth được, là tại vì ông đã được, khi mà ông nhận tội có nghĩa là ông đã được cái vấn đề, ông đã được bảo vệ rồi, không có làm cho ông nặng tội thêm được. Còn ông không thể nào ông take the fifth cho Donald Trump được. Ông thành ra nói là tôi take the fifth là tôi muốn bảo vệ Donald Trump, là không có, ông buộc ông phải trả lời.
Và nếu mà ông không trả lời thì tất cả những cái điều cũ đó là, mà nếu ông tòa mà ông ra lệnh là trả lời câu đó mà không trả lời, đó là contempt of cái court order ngay lúc đó. Cho nên cho tới giờ phút này, những người mà như tôi hay là những người làm luật giống như tôi, ngay cả những ông dạy luật ở Harvard đi nữa đó, cũng đặt một cái câu hỏi rất là lớn, là không hiểu là cái deal của ông Weisenberg như thế nào. Mà báo chí thì nói là ông Weisenberg, ông nói là ông không có nói về Trump, ông không có nói về mấy đứa con của Trump. Cái chuyện đó gần như là impossible. Cho nên thôi thì chúng ta nghe báo chí nói như thế, và chúng ta biết là cái nguyên tắc của luật pháp là như thế. Chỉ có là chờ nhau trong một vài ngày tới thì chúng ta sẽ biết là những câu hỏi là gì và ông Weisenberg sẽ trả lời ra sao. Anh em chúng ta sẽ quay trở lại với lại thính giả, quay trở lại. Thưa luật sư, họ nêu lên những cái vụ này là thì thẩm phán họ biện lý họ đưa lên đó là cái Trump organization có khi nào vì những cái vấn đề vi phạm về luật lệ gian thuế và ăn cắp tài sản của nhà nước đó, bằng cách là không có khai đúng sự thật đó, thì cái đế chế này nó vẫn còn tiếp tục được duy trì ha không, hay là khi mà họ vi phạm những cái điều này thì cái đế chế này nó không còn tên là Trump organization nữa, thưa luật sư? Dựa theo luật của New York thì là bên phía bên công tố họ có quyền họ xin tòa cái lệnh là cấm chỉ là Trump, cái công ty Trump không được làm ăn ở New York nữa, dĩ nhiên chỉ có tiểu bang New York thôi. Và điều đó nó đã xảy ra trước đây khi mà Donald Trump và gia đình run một cái gọi là foundation, một cái tổ chức từ thiện đó, rồi dùng cái tiền từ thiện đó xài riêng cho chính cá nhân mình và bị điều tra. Cuối cùng cái vụ đó thì là một vụ dân sự thôi, không có phải là vụ hình sự. Thế mà bên phía bên New York họ cũng xin được cái lệnh tòa là tất cả gia đình của Trump không thể, không được quyền lập một cái foundation nào mà lo về charity ở New York nữa. Thì chúng ta đã thấy trước mắt rồi, những công ty từ thiện mà do Trump, thì Trump và gia đình không được quyền lập ra nữa, thì những cái công ty mà là làm ăn buôn bán mà cứ khai gian như thế này, vi phạm luật thuế như thế này, thì chắc chắn là nếu mà bên phía bên công tố mà họ muốn xin đó, thì chắc chắn là họ sẽ xin. Còn cái vấn đề là tòa có đồng ý với họ hay không thì cái chuyện đó chúng ta cũng phải chờ xem. Còn cái còn lại là qua cái cuộc điều tra này có tìm ra là có cá nhân nào ngoài cái công ty ra, có cá nhân nào thực sự đã vi phạm một cái luật hình sự nào đó để bị truy tố như với tư cách một cá nhân hay không, chúng ta cũng phải chờ cái vụ xử. Quay trở lại. Dạ vâng, còn vụ thứ hai mà nhiều người cũng quan tâm là thắc mắc đó là biện lý Fannie Willis là cái quận Fulton ở Georgia, thì họ triệu hồi ông Lindsey Graham để ra lấy lời khai, vì vào ngày 6 tháng 1 đó thì ông Lindsey Graham không có ngày 6 tháng 1 xin lỗi không phải ngày 6 trong cái vụ mà bầu cử năm 2020, thì chính ông Trump và một số người trong đó có ông Lindsey Graham đã gọi tới các nhân vật có thẩm quyền ở tiểu bang Georgia yêu cầu là đổi cái số phiếu, bởi vì ở nơi đây đó là tổng thống Joe Biden đã thắng 11.799 phiếu. Thì ông Lindsey Graham cũng có làm công việc này, do đó là bà Willis yêu cầu ông ra để lấy lời khai, nhưng mà ông Lindsey Graham đã viện lý do này hoặc lý do kia, rồi cuối cùng là cái tòa phúc thẩm 11 họ đi tới cái quyết định là họ buộc ông Lindsey Graham phải ra lấy lời khai. Thì ông Lindsey Graham đó đã nộp lên tòa tối cao pháp viện để khiếu nại, nhờ để giúp đỡ về can thiệp về vấn đề này. Thì ông, chúng ta biết là một ông thẩm phán Clarence Thomas là một trong 9 vị thẩm phán, ông đã đi tới cái quyết định là tạm ngưng đình quản, là ông Lindsey Graham không có cần gọi là không bắt cái quyết định của tòa phúc thẩm ở phía dưới. Thì thưa luật sư, có hai câu hỏi. Một là ông Thomas chỉ là một cá nhân trong 9 người thôi, lẽ ra đó khi mà cái khiếu nại này phải được xét là cả toàn bộ tố cáo pháp viện, tại sao ông đi tới cái quyết định nó có tính cách đơn phương về vấn đề này?
mà chúng ta cũng biết là vợ của ông Thomas là có liên quan tới Ot Kipper và bà Proboy nữa. Thì thưa luật sư đó, một người bị mang tiếng mà trước đây đó, với dư luận họ yêu cầu ông phải là, nếu mà ông là người có liêm sĩ, ông nên từ chức cái chức tố cao pháp viện nữa, bởi vì ông đã đứng về phía đảng phái. Thì xin luật sư có thể giải thích về vấn đề này. Câu hỏi đầu tiên là tại sao một người mà có thể quyết định, chúng ta nên nhớ đây là cái quyết định temporary, có nghĩa là block mà block tạm thời. Nếu mà một cái quyết định mà nó final, nó vĩnh viễn đó, thì bắt buộc phải là lên cho tới chính vị tối cao pháp viện rồi. Nhưng mà Clarence Thomas sở dĩ mà ra cái quyết định tạm thời này, dĩ nhiên là gọi là favor, tức là thiên vị cho ông Lindsey Graham rồi. Từ tòa dưới cho tới tòa 11 đều đưa ra những cái nền tảng luật pháp rất là rõ ràng, và cái nền tảng luật pháp đó nói là Lindsey Graham phải đi ra chấp cung. Chúng ta nên nhớ tòa 11 mà ba cái vị ở trên cái panel đó là, trong đó có những vị mà là do Donald Trump bổ nhiệm nữa, mà người ta đồng nhất với nhau, người ta nói rằng là Lindsey Graham phải ra ngồi trên cái đại bồi thẩm đoàn của bà Fannie Willis. Lên thì đây là cái khi mà appeal đó, cái tòa tối cao họ có những hồ sơ mà họ nhận và có những cái hồ sơ mà không nhận, hoặc là có những cái quyết định tạm thời, thì những cái quyết định tạm thời đó chính vị thẩm phán chia vùng ra, có những vùng là bà Amy Barrett chẳng hạn, rồi có những cái vùng chẳng hạn như vùng Georgia và cái vùng ở bên cánh bên đó thì nằm ở trong cái jurisdiction, nằm ở trong cái power của ông Clarence Thomas. Thì nếu mà ông Clarence Thomas mà ông nhận cái case á, nếu mà giả sử không có cái vấn đề gì khác, ông là một cái thẩm phán mà không bị nghi ngờ gì cả đó, thì cái thẩm quyền nó nằm trong tay ông, và bây giờ ông dùng cái thẩm quyền đó để ông nói rằng là tôi tạm thời tôi chặn lại, tôi block lại để cho tôi chờ, tôi nhận thêm cái ý kiến của hai phía rồi tôi sẽ trình lên cho cả chính vị để quyết định là có lắng nghe cái case này hay không và có block hay không. Nhưng mà bây giờ ông, cái block của Clarence Thomas là cái block tạm thời. Cái khó là chỗ này. Cái cuộc điều tra của bên Georgia đó là người ta cần cái thủ tục khẩn cấp mà ông block tạm thời, mà giả sử cái tạm thời của ông nó kéo dài chừng 2 tháng, 3 tháng thì nó làm khó cho cái cuộc điều tra của bà Fannie Willis. Chúng ta thấy cái mặt đó rồi đó. Như vậy thì là yes, nếu mà dựa theo luật thì đúng là cái tòa số 11 nó thuộc cái thẩm quyền, nó thuộc trong cái giới hạn cái phạm vi của ông Clarence Thomas. Nhưng mà Clarence Thomas nếu mà là một cái thẩm phán không có tì vết gì đó thì là nó khác. Đằng này vợ của Clarence Thomas là bà Ginny, đã gọi là bà Ginny là người mà đã vận động để mà lật ngược lại kết quả bầu cử. Điều đó có nghĩa là niềm tin của Ginny và niềm tin của Lindsey Graham giống nhau. Mà thì đây là có một cái luật rất là hay, mà cái luật này thực sự có những cái luật mà chúng ta phải, những người mà ở trong cái ngành nghề đó thì người ta mới chỉ ra cho mình thấy. Thì cái ông Lawrence Tribe á, ông dạy, ông khoảng 50 năm trời ông dạy ở Đại học Harvard về luật, và học trò của ông đó là cái tầm cỡ đó, Merrick Garland là học trò của ông, Barack Obama là học trò của ông. Ngày hôm qua ông lên ông nói rằng là thật sự ra cái chuyện mà gọi là disqualify mình đó, tức là tự mình rút lui đó, thì cái tự rút lui đó, tự disqualify đó, mình dùng cái chữ recuse đó, thì cái luật nó không phải là một cái khái niệm mờ mờ nữa, mà nó có cái luật ở trong cái bộ luật của liên bang đó. Là nếu mà quý thính giả rảnh chỉ cần Google thôi, 28 USC 455, 28 USC 455, đọc cái luật đó, người thường đọc cũng hiểu nữa. Tức là bất kỳ một vị quan tòa thẩm phán nào hay là một vị justice của tối cao pháp viện đi nữa, cho dù là judge hay là justice,
đều phải là disqualify, họ phải disqualify himself hay là herself. Nếu mà khi mà cái sự vô tư, cái sự vô tư nó mà nó có vấn đề là phải recuse. Đó là luật nó nói như vậy. Thì hỏi rằng là trong cái hồ sơ mà giữa Lindsey Graham và cái vụ mà luật bầu cử đó, Lindsey Graham làm ngay bây giờ là cái nỗ lực là gì? Nỗ lực là nỗ lực bầu cử. Mà trong khi đó đó, bà Ginny bà cũng nói bầu cử đó là kết quả, đó là gian. Bà Ginny cho tới giờ phút này vẫn tin là cái cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận. Có nghĩa là cái quyết định mà trong luật, một cái luật, cái điều luật mà 28 USC 455 đó, nó nói rõ tới một cái mức là ngay cả một thẩm, một justice của tối cao pháp viện đó, ngay cả một justice mà người spouse của mình, có nghĩa là vợ mình, chồng mình, mà có một cái interest, cái những con có một cái lợi ích đó, mà nó tương tự như một cái party đó, là chính mình cũng phải recuse, mình cũng phải disqualify mình nữa. Cho nên ngay bây giờ chúng ta thấy rằng là Clarence Thomas là trắng trợn vi phạm cái luật 28 USC 455. Đây mới lại là cái vấn đề nói tiếp nè. Cái luật này nó chỉ nói rằng là một người thẩm phán, một người justice cần phải recuse, cần phải disqualify. Nhưng mà nó không có một cái đoạn là nếu mà người thẩm phán không làm chuyện đó thì cái bước kế tiếp là gì? Trừng phạt như thế nào? Ai trừng phạt mấy người đó? Luật đó lại không nói. Thành ra vì luật mà trong cái bộ luật của Mỹ đó có nhiều cái luật như vậy lắm. Tức là có luật mà lại không có cái punishment, không có cái sự trừng phạt. Cho nên ngay bây giờ chúng ta biết là tổng là Clarence Thomas đã phạm luật rồi. Nhưng mà Clarence Thomas nói so what? Tôi cứ phạm luật thì sao đây? Cái chuyện đó. Cho nên ngay bây giờ chúng ta chỉ thấy một cái thực tế nè. Là cái tối cao pháp viện này, cái uy tín nó càng ngày càng rớt. Mà nó rớt đó là chỉ vì những người thẩm phán mà thuộc cái cánh bảo thủ. Chúng ta thấy là họ không tôn trọng luật lệ gì luôn. Họ là tối cao pháp viện mà tự mình đạp vô luật một cách trắng trợn mà không biết xấu hổ luôn. Thì cái đó mới là cái vấn đề nặng. Cho nên chứ còn cái chuyện mà Lindsey Graham mà không ra, thật sự cái mà chúng ta thấy là gì? Một cái cơ cấu quyền lực về tư pháp, quyền lực về tư pháp mà cái cơ cấu mà gọi là quyền lực nhất, mạnh nhất mà lại phá luật, cái đó nó thiệt hại hơn nhiều. Còn cái chuyện mà Lindsey Graham mà không ra chấp cung đó, thật sự ra đây là cái thực tế nè. Là Lindsey Graham không ra chấp cung, tối cao pháp viện cứ kéo dài, Clarence Thomas cứ kéo dài. Vào cái lúc mà giả sử bên phía bà Fanny Willis á, mà đã hội đủ yếu tố là yes, qua những người nhân chứng khác, qua những bằng chứng mà chúng tôi có, Lindsey Graham có phạm tội, thì người ta chỉ cần bên phía bên bà Fanny Willis á, chỉ cần indict, có nghĩa là đưa ông ra tòa hình sự. Rồi khi mà cái hồ sơ của ông ra tòa hình sự rồi đó, lúc đó ông có quyền ông ra trước bồi thẩm đoàn, và khi ra trước bồi thẩm đoàn là không cần cái đại bồi thẩm đoàn bây giờ nữa. Cái đồ bồi thẩm đoàn mà xử ông đó thì sẽ có công tố của nhà nước hỏi ông đúng những cái câu hỏi đó. Lúc đó xử là xử thẳng, không cần phải, tại vì chúng tôi cho ông cái cơ hội gặp cái đại bồi thẩm đoàn để ông trình bày cái góc nhìn của ông, mà ông không chịu ra thì chúng tôi chỉ có cách là đưa ông ra tòa để xử ông thôi à. Chị, thành ra tôi nói là Lindsey Graham sẽ không thoát. Cái mà tôi thất vọng là cái tối cao pháp viện bây giờ có những cá nhân như là Samuel Alito, như là Neil Gorsuch, như là Brett Kavanaugh, như là Clarence Thomas. Và Clarence Thomas là một cái tên tồi tệ nhất ở trong 9 người ngồi trên đó. Quay trở lại. Dạ vâng, trước đây người ta nói là cơ quan quyền lực về luật pháp á,
là tối cao Pháp Viện người ta kỳ vọng, nhưng mà cái qua những năm vừa qua và đặc biệt là gần đây thì chúng ta thấy cái hình ảnh của tối cao Pháp Viện nó tồi tệ quá. Và nó không những vậy mà quý khán thính giả chúng ta biết là những người mà vào tối cao Pháp Viện là suốt đời là cái chuyện rất là vô lý rồi. Cái chuyện thứ hai đó là họ quyết định coi như là họ không có cái tư cách liêm sĩ. Hầu giờ mình nghĩ là những cái người này là cầm cân nảy mực, tức là nó cái gì nó lời vàng thước ngọc, nhưng mà không ngờ là qua cái sự kiện này như là ông Thomas đó, mình thấy nó quá tồi tệ đi. Cho vợ của mình dính dáng vào những cái người bạo loạn trong nhà nước, đó là cái vấn đề bảo thủ. Cho nên những cái điều khoản này thật sự đó thì tổng tổng thống Joe Biden có nhiều lúc có quan tâm về vấn đề này. Tới 9 người mà bây giờ 6 người là bảo thủ rồi, 6 người là đi với phe Cộng hòa bảo thủ mà MAGA rồi, thì còn lại đâu có 3 người. Chúng ta thấy đã có sự bất công về vấn đề này. Và cái bất công thứ hai là để những người này suốt cả cuộc đời, lẽ ra là 10 năm giới hạn, bởi vì con người nó có tới tuổi ví dụ như trên 70 80 thì nó đâu còn nhậm lẹ để mà giải quyết những cái vấn đề của đất nước nữa. Đây là cái lỗ hổng. Luật sư có thấy cái lỗ hổng này biết bao giờ để mà có thể điều chỉnh được, bởi vì chúng ta thấy là bầu cử 2 năm bầu lại hạ viện rồi phe dân chủ và phe cộng hòa không nắm được đa số, hoặc là nắm được đa số mà không đủ tuyệt đối đó để điều chỉnh lại những vấn đề của luật pháp, của hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì bây giờ là chúng ta biết cái lỗ hổng, biết những cái sự nó không có trong sáng về cái vấn đề này, biết bao giờ sẽ điều chỉnh mà sửa chữa lại cái điều này, thưa luật sư. Biết bao giờ thì tôi không đoán được, tôi chỉ nói cái thủ tục thôi. Chúng ta biết là trong cái bản hiến pháp đó, nó nói rằng là nó có một cái đoạn rất là rõ, cái cơ quan mà ordain và organize có nghĩa là bổ nhiệm và tổ chức tối cao pháp viện đó, cái cơ quan đó là thượng viện. Cho nên nếu mà một cái lúc nào đó mà những cái người ở trên thượng viện, kể cả dân chủ với cộng hòa, họ thấy cái nhu cầu là hình như cái tối cao pháp viện của chúng ta nó không còn phục vụ cho nước Mỹ nữa đó, mà hai phía đồng ý với nhau thì sẽ sửa luật hoặc là sẽ sửa lại cái cơ cấu của cái tối cao pháp viện. Còn nếu mà giả sử mà một cánh nào đó mà họ không có đủ túc số, mà lại họ không có cái hợp tác giữa dân chủ với cộng hòa, thì cái cánh nào mà gọi là chiếm ưu thế, mà điều này rất là khó, Có. đòi tới 2/3 con số phiếu đó, thì họ sẽ sửa lại cái luật mà gọi là mà cái nhiệm kỳ của một ông thẩm phán tối cao, thí dụ là 10 năm 15 năm gì đó, rồi cái chuyện mà bổ nhiệm như thế nào, tất cả những cái thủ tục đó tôi chỉ có thể nói ngắn thôi, tại vì chúng ta nói vào chi tiết thì nó sẽ dài lắm. Tất cả những cái thủ tục sửa đổi cái quy chế để mà organize, để mà ordain cái thượng viện đó, giờ cái tối cao pháp viện đó, nó nằm ở trong cái quyền lực của thượng viện. Trở lại với Hoàng Bách. Dạ vâng, bây giờ thì xin phép luật sư mình chuyển qua một cái đề tài cũng khá quan trọng. Cái hội nghị đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, xảy ra từ ngày 16 kéo dài cho tới ngày 23. Thì đã chấm dứt rồi, thưa quý vị, cách đây 2 ngày rồi. Thì chúng ta thấy là Tập Cận Bình trở thành một cái đế chế mới. Mà có lẽ đây có phải là cái điều may đối với Trung Quốc hay không? Hay là đây là cái điều mà thử thách với 1 tỷ tư người, vì ở 1 tỷ tư người mà chỉ có một người lãnh đạo mà kéo dài tới 3 nhiệm kỳ và còn có cái tham vọng là bá quyền luôn nữa, ngồi như là một cái thời vua chúa nữa. Cho nên cái đảng cộng sản Trung Cộng đó họ lại không đi lên theo cái đà tiến của xã hội, của khoa học kỹ thuật, cũng của môi trường thế giới, mà họ lại đi ngược lại, muốn trở thành cái thời kỳ phong kiến, tức là vua chúa đó. Thì cái điều này là một điều thử thách. Nó thử thách với Trung Cộng nó riêng và nó thử thách với các nước láng giềng và của toàn thế giới nói chung. Bởi vì sao? Bởi vì Trung Cộng á, là một cái quốc gia bây giờ đứng thứ nhì về kinh tế của thế giới. Tham vọng của Tập Cận Bình á, là sẽ trở thành quốc gia số 1 trên thế giới. Và chính vì cái yếu tố này đó mà ngày 12 tháng 10 vừa qua, trước ngày Đại hội Đảng Cộng sản 4 ngày thôi, thì một cái chiến lược mới 48 trang của Tòa Bạch Ốc đã đưa ra.
tức là chiến lược về an ninh. Trong đó họ liệt kê đó là Nga và Trung Cộng là hai đối thủ lợi hại của Hoa Kỳ. Nhưng mà Nga là một quốc gia có nền kinh tế không đáng kể, chỉ mà mạnh về vũ lực mà thôi, về súng ống, về vũ khí thôi, nguyên tử. Nhưng mà Tập Cận Bình hay nói cách khác là Đảng Cộng sản Trung Cộng mới là điều đáng gờm, bởi vì họ đang thử thách với việc với Hoa Kỳ về nhiều mặt. Cho nên trong cái chiến lược an ninh của Hoa Kỳ họ đưa ra nhiều điểm mà có lẽ dài mình không có thể đi hết, nhưng mà mình nói một cách ngắn gọn á là họ cô lập Trung Cộng trên nhiều mặt trận, trong đó có mặt trận công nghệ. Thì thưa luật sư, với cái thời buổi ngày hôm nay mà Tập Cận Bình đặt cái nền tảng của mình là kinh tế không quan trọng bằng an ninh, và trong các cái bài diễn văn của ông hai khai mạc cũng như là bế mạc đó, ông nói cái lại vấn đề an ninh là vấn đề mấu chốt và quan trọng. Nó là quan trọng hơn nữa đó là ông có cái tham vọng là muốn thống nhất Đài Loan. Ông có nói là bằng mọi cách thống nhất Đài Loan trong hòa bình, nhưng mà không loại trừ khả năng là dùng vũ lực để thôn tính. Và mới đây thì một số tướng lãnh của Hoa Kỳ họ nghĩ rằng đây là cái thời điểm mà Trung Cộng muốn thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Xin mời luật sư có thể chia sẻ và mình bình luận về cái sự kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua gần như là 8 ngày của họ, thưa luật sư, 8 ngày họ đại hội. Khi mà Tập Cận Bình nói rằng là kinh tế không có quan trọng bằng an ninh. An ninh gì? Không, đây không, những điều gì mà bây giờ chúng ta nghe từ cái phe cánh của Tập Cận Bình đó là họ nói họ không phải là của China, do China mà vì China nữa, mà là của Tập, do Tập và vì Tập. Nói rõ như vậy cho nó dễ. Bởi vì chúng ta phải nhìn rõ cái điểm đó thì cái hướng phân tích của chúng ta nó mới chính xác được. Vậy thì khi phải nói là từ hồi mà mới là Trung Quốc trỗi dậy từ từ lúc đó đó, Đặng Tiểu Bình nói gì? Đặng Tiểu Bình nói là cứ nghĩa là mình im ắng đó để mà mình phát triển. Trong suốt thời gian mà Trung Quốc phát triển đó, Trung Quốc, an ninh của Trung Quốc không bị đe dọa, mà ngay bây giờ khi chúng ta đang nói chuyện đó là không có một cái quốc gia nào ở trên thế giới mà nghĩa là hăm he là đánh Trung Quốc rồi chiếm đất Trung Quốc rồi chia Trung Quốc ra những cái tô giới như cái thời mà Bát Quốc Liên Quân nữa. Có nghĩa là an ninh của Trung Quốc bây giờ rất là an toàn. Chỉ có một điều là Trung Quốc đang khuấy động cái an ninh của những chỗ khác bằng cách là muốn quạnh hẹ những cái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, muốn chiếm Đài Loan. Đó mới là cái bất an ninh. Cho nên khi mà nói an ninh đó, thì an ninh cái gì? Trung Quốc không có bị, không có mất an ninh. Các nước chung quanh mất an ninh. Cái an ninh mà Tập Cận Bình muốn nói đó là cái an ninh cho Tập Cận Bình và cái phe cánh của Tập Cận Bình. Cho nên đối với, thành ra bây giờ nhìn cái hướng, cái góc nhìn của Tập Cận Bình đó, chúng ta hiểu rằng là tại làm sao mà những năm tháng sắp tới của Trung Quốc đó, nó không có còn cường thịnh như cái thời mà Đặng Tiểu Bình nói là mở cửa ra, không có quan, không có cần mèo trắng mèo đen. Cái thời đó nó qua rồi. Bây giờ Tập Cận Bình đang đẩy Trung Quốc lại cái thời của Mao Trạch Đông. Mà đẩy lại cái thời của Mao Trạch Đông có nghĩa là hồi thời của Mao đó không cần biết là bao nhiêu người chết đói, bao nhiêu người, nghĩa là tất cả những vấn đề kinh tế của Trung Quốc không có quan trọng. Miễn là của Mao, do Mao và vì Mao, thì bây giờ là của Tập, do Tập và vì Tập. Cho nên cái an ninh của trong cái con mắt của Tập Cận Bình đó là làm sao diệt trừ những cái vây cánh mà nó làm hại, nó có thể đe dọa cái quyền lực của Tập Cận Bình thôi. Cho nên Tập Cận Bình vừa lên ngôi một cái đó là nghĩa là cài người của mình vào đủ mọi ngõ hết. Sau khi cài đủ rồi mới là sửa đổi luật pháp, và cái luật pháp sửa đổi cái hiến pháp, và sửa đổi cái hiến pháp để cho Tập Cận Bình qualify đủ điều kiện làm tổng bí thư cho tới chết, đại khái nó như thế. Và cái đó đối với Tập Cận Bình là an ninh. Cái an ninh của Tập Cận Bình là Tập Cận Bình sợ bị ám sát, sợ bị chết, sợ bị mất quyền ngay bây. Và chúng ta thấy rằng là trong mới có mấy năm trời đó mà
trong nội bộ của Đảng Cộng sản thôi đó, là chúng ta có lý do để chúng ta tin rằng là những cái cánh đối lập với Tập Cận Bình nó càng lúc nó âm, người ta không dám lên tiếng thôi, nhưng mà nó âm thầm. Cái bằng cớ mà rõ nhất là mấy ngày trước cái đại hội của Quốc hội lần này nè, cái cuộc họp Quốc hội lần này nè, là người dân người ta chịu không nổi, có một người đã căng những biểu ngữ rồi, bây giờ khi mà căng biểu ngữ đó là đã đảo Tập Cận Bình vân vân, rồi bên cạnh đó là cái tình hình bây giờ ở trên thế giới đó, là tất cả những cái cánh mà Trung Quốc mà họ lưu vong đó, từ Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Đức vân vân, họ đã làm những cái cuộc biểu tình mà họ chống Tập Cận Bình một cách rõ ràng. Vậy thì cái chữ an ninh đó là cái chữ mà Tập Cận Bình muốn nói tới, an ninh cho Tập Cận Bình và phe cánh của Tập Cận Bình để mà nắm giữ quyền lực. Còn cái chuyện mà đòi hăm he, đòi chiếm Đài Loan đó, nếu mà chúng ta còn một chính quyền cái dạng như là ông Tổng thống Biden của mình đó, thì đừng có hòng. Cái mà ghê gớm nhất là nếu mà có một Tổng thống như Donald Trump, thì chuyện đó nó có thể xảy ra, là tại vì Donald Trump là một cái tay mà cái đầu Donald Trump thì chắc chắn là qua luôn rồi, dẹp rồi. Nhưng mà tôi nói cái suy nghĩ tương tự như Donald Trump đó, là nó sẽ liên kết tới những cái thế lực, mà những cái thế lực đó toàn là độc tài không à. Cái cánh của Donald Trump đã mời ông thủ tướng Orbán của Hungary để mà qua đây nói chuyện. Mỹ mà phải mời ông thủ tướng Hungary qua dạy mình thế nào để trở thành một nhà độc tài. Donald Trump ca ngợi Putin, ca ngợi Tập Cận Bình, ca ngợi Kim Jong-un. Cái đó nó rất là nguy hiểm, cho nên chính vì vậy mà tôi phân tích cái điều này để thấy rằng là chúng ta đó, người dân Mỹ đó, mà muốn bảo vệ cho cái điều thiện, cho cái ánh sáng, cho cái điều tốt đó, phải dùng cái lá phiếu của mình để bảo đảm rằng những con người mà có cái tâm tính như là Donald Trump, Kim Jong-un, hay là Tập Cận Bình, hay là Putin đó, hay là cái tay Orbán, cái tay thủ tướng của bên Hungary đó, không thể nào trao cho những con người như thế cái quyền lực mà chúng ta đang có trong tay chúng ta, là cái lá phiếu của chúng ta. Quay trở lại với Hoàng Bách. Dạ vâng, có một cái sự kiện mà có lẽ là quý khán thính giả khắp nơi nêu lên cái câu hỏi mà chưa có cái câu trả lời, họ chỉ lý giải tùy theo cái nhìn của mỗi người. Đó là vào ngày 22, tức là gần kết thúc cái đại hội và bầu ra cái ban thường vụ Bộ Chính trị đó. Thì thưa quý khán giả, có tất cả là đại biểu về tham dự là 2.300 người, họ bầu ra 205 người trong cái ban trung ương đảng, và sau đó họ đề cập họ bầu ra 7 người, tức là lãnh đạo ban thường vụ của Bộ Chính trị, lãnh đạo tối cao. Thì cái ngày chót đó, chúng ta thấy cái đại hội đang tiếp diễn, nhưng mà cái hình ảnh của hai người mời ông Hồ Cẩm Đào bước ra rời khỏi cái hậu trường để đi ra ngoài. Thì nhiều người nêu lên cái vấn đề này, tại sao trong cái đại hội đang tiếp tục mà ông Hồ Cẩm Đào là cái nhân vật là trước ông Tập Cận Bình, cũng xin thưa là Mao Trạch Đông, rồi tới Đặng Tiểu Bình, rồi tới Dân Trạch Dân, rồi tới Hồ Cẩm Đào, rồi mới tới Tập Cận Bình. Thì ông Hồ Cẩm Đào vẫn còn quyền lực. Ông Dân Trạch Dân thì cái quyền lực ông rất lớn, nhưng mà bây giờ ông lớn tuổi rồi, ông trên 90 rồi, cho nên cái hình ảnh của ông cũng như cái thế lực không còn. Nhưng mà cái thế lực của Hồ Cẩm Đào còn khá mạnh. Và cái hình ảnh mà hai người vào ép buộc ông phải rời ra trong cái hậu trường. Có người neo lên cái ép buộc, mình nhìn thấy rõ ràng cái hình ảnh đó, mà quý vị thấy là họ sắp vai, họ kẹp nách, ông kia họ kéo ra. Và ông kia, ông Hồ Cẩm Đào cố gắng ở lại, tức là ngần ngừ ở lại cái vị thế đó, rồi cuối cùng cũng phải dìu ra đi. Thì cái hình ảnh này đó, họ cho rằng ông Hồ Cẩm Đào có vẻ là vì sức khỏe. Đoàn Cộng sản đưa ra giải thích là vì sức khỏe của ông yếu cho nên đưa ra để đưa qua phòng bên cạnh để ông nghỉ ngơi. Nhưng mà rõ ràng mình thấy cái thái độ của ông là không chịu đi, muốn ăn ngồi đó. Thì qua cái vấn đề này thì luật sư lý giải ra làm sao Tập Cận Bình hay là cái kịch bản này nó nói lên cái điều gì của cái chế độ của coi như là cái thông tính quyền lực của Tập Cận Bình, thưa luật sư? Đã gọi là muốn
cái kịch bản này được xảy ra và xảy ra trước cái quốc hội mấy ngàn người của họ, và mà xảy ra mà người ta muốn cho dân thấy thật sự đây không phải là một cái chuyện mà họ, đây là đã được viết, là kịch bản được viết sẵn để cho thấy, để gọi là răn đe những cái quyền lợi mà chống đối, những cái quyền lực, để răn đe những cái quyền lực chống đối Tập Cận Bình. Tôi xem đi xem lại cái clip đó. Thoạt đầu hai người an ninh trẻ đến nói cái gì với lại ông Hồ Cẩm Đào, thì ông Hồ Cẩm Đào ông quay mặt, ông ngồi lại mà, thì họ xốc nách họ đưa lên. Lúc đó trên cái đường mà bước ra đó thì Hồ Cẩm Đào có chụp cái folder đó, cái lấy tay mà với qua cái folder của mà để bên cạnh mình, mà cái folder đó là hình như là, tức là cái bìa đó hình như là của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình giơ tay giữ chặt lại liền. Điều đó có nghĩa là Tập, nếu mà giả sử mình nói là vì lý do sức khỏe đó thì nó khác. Đằng này không có một cái dấu hiệu gì cả, hai người trẻ tới rồi cặp rồi xốc nách lên, mà Tập Cận Bình ngồi bình chân như vậy, như thế này, mà khi mà ông Hồ Cẩm Đào mới vừa đụng tới cái bìa đỏ của mình đó, cái folder đó, thì là Tập Cận Bình nhanh tay giữ lại. Có nghĩa là Tập Cận Bình đã biết là cái chuyện đó đã xảy ra là như vậy. Rồi cái người ngồi bên trái của Hồ Cẩm Đào, ông đó là chủ tịch quốc hội, ông đó mới là thấy là cái sự nó hơi bất ngờ đối với ông, mà ông có đứng dậy mà ông có nâng ông Hồ Cẩm Đào. Nhưng mà khi mà công an nó đẩy Hồ Cẩm Đào, nó lôi Hồ Cẩm Đào ra đó, thì ông này còn cầm lấy một cái miếng vải trắng hay là miếng giấy trắng gì đó, ông thấm, tức là lúc đó hình như là cái bất ngờ tại chỗ đó nó làm cho ổng sức mồ hôi hay là cái gì, ổng sợ hay là cái gì không biết đó. Nhưng mà mình biết là ổng cũng thấm giấy, nghĩa là lấy giấy mà lau cái mặt của mình, rồi thì người ta mới đưa Hồ Cẩm Đào qua. Thì Hồ Cẩm Đào quay lại nói chuyện, chúng ta thấy rằng là nếu mà thực sự đó là sức khỏe của Hồ Cẩm Đào đó, thì ít ra Tập Cận Bình cũng phải quay lại. Đằng này Tập Cận Bình ngồi như thế này, gật 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 gật, có nghĩa là ông nói gì ông cứ nói, nhưng mà ông đi ra đi, đại khái nó như thế. Tức là rồi cái chạy qua mới dịnh cái ghế của ông thủ tướng Lý Khắc Cường. Ông Lý Khắc Cường cũng gật đầu một cái, tức là vỗ vai, chứ vỗ vai ông thủ tướng, ông thủ tướng cũng gật đầu một cái. Có nghĩa là những cái kịch bản này nó không có ngạc nhiên cho ai hết á. Lý Khắc Cường biết trước là nó sẽ xảy ra, Tập Cận Bình là người chủ, là người đạo diễn của cái kịch bản đó. Cho nên khi mà vỗ tay đó, khi mà Hồ Cẩm Đào mà vỗ vai của Lý Khắc Cường đó, Lý Khắc Cường không có dám quay lại nữa, và tất cả những người ngồi trên chung quanh đó ngồi y như là phỏng đá, không ai dám nhúc nhích hết. Không ai dám nhúc nhích hết là bởi vì nếu mà có một cái cử động nào đó mà người ta hiểu lầm là mình đang giúp ông Hồ Cẩm Đào đó, thì có thể là chính cái người đó bị bắn hay là bị ám sát liền lúc, bị giết liền lúc đó. Tại vì chúng ta biết mà, Tập Cận Bình đã bị ám sát nhiều lần ở trong cái cuộc đời chính trị của hắn, cho nên ai cũng biết rằng là tất cả những cái điều mà xảy ra bữa đó đó là nó là một cái kịch bản không có, gọi là không có sai sót chút nào hết. Vậy thì trở lại với Hoàng Bách là, nếu mà cái góc nhìn cho rằng là hôm đó là Tập Cận Bình Tập Cận Bình đã ra lệnh là lôi Hồ Cẩm Đào để mà gọi là bí mật thiên hạ đó, theo anh Bách nghĩ rằng là cái suy luận đó nó có cơ sở không, hay là người ta lại nói là ô cái này là chỉ có những người ghét Tập Cận Bình cho nên thổi phồng thôi, chứ còn cái này là sức khỏe của Hồ Cẩm Đào. Hỏi Bách là đây có phải là lý do sức khỏe mà Hồ Cẩm Đào rời ra không, hay đây là một cái kịch bản chính trị rất là tinh vi thôi? Dạ thưa luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, có lẽ vì cái lý giải mà về sức khỏe nó không đúng. Bởi vì nó không đúng, một người mà họ mệt á, thì khi có người dìu đi thì họ chấp nhận ngay. Đằng này ông miễn cưỡng và ông kéo, ông trì hoãn lại, ông muốn ngồi lại chứ ông không đi. À, và khi mà sức khỏe đó, thì có người dìu ra nói ô ông mệt, ông phải ra nghỉ, thì họ không thoải mái họ đi ra, bởi vì cái sức khỏe của họ, họ làm cho họ không có chống đối nữa. Mà đằng này họ chống đối, tức là cái lý do về vì sức khỏe thì không hợp lý. Cái lý do mà luật sư vừa nêu lên nó có lúc,
Nó đúng ở chỗ này. Tức là Tập Cận Bình muốn dàn mặt cho biết là cái phe phái mà chống đối trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Cộng chống lại Tập Cận Bình đó, nó còn tiềm tàng rất là lớn chứ không phải đơn giản. À, chính vì cái yếu tố mà hạ làm bí mật Tập Hồ Cẩm Đào, tức là đã nói lên cảnh cáo những ai mà có những cái mưu đồ, cái mưu toan mà chống lại Tập Cận Bình thì sẽ bị cái giá như là cái kịch bản vừa xảy ra. Tức chính Hồ Cẩm Đào là cái nhân vật mà ông Tập Cận Bình kế thừa mà còn bị trừng trị, còn bị đưa ra, huống hồ chi những nhân vật mà mới nổi dậy nhóm như là Đại học Thanh Hoa, hoặc là nhóm Đoàn Cộng sản Trung Cộng, hoặc là cái Thái tử Đảng thì không làm gì cả. Đại khái là ông Tập Cận Bình muốn đưa cho dàn mặt để cho thế giới thấy là cái ngôi vị và cái đế chế của ông nó vững như bàn thạch. Cái điều này họ muốn gửi cái thông điệp tới cho cả thế giới chứ không phải là cứ người dân của Trung Cộng không. Cả thế giới là đó, cả thế giới là cho thấy đó, cái sức mạnh của tôi sẽ sẵn sàng đè bẹp tất cả những cái thế lực, những cái mưu toan trong nội tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, để hầu gửi cái thông điệp đến các nước. Quý vị thấy tôi là vua của Trung Cộng, tôi là vua đây này, tôi là có quyền hành này, xin xót tất cả mọi vấn đề. Luật sư có đồng ý về cái quan điểm học mình xin mình có thể triển khai để cho những cái khía cạnh về chính trị, cái góc độ nhìn của Tập Cận Bình nó như thế nào, thưa luật sư? Cái chuyện mà Tập Cận Bình làm bây giờ đó không phải là lần đầu trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc đâu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đó chuyển giao quyền lực bề mặt đó, trên mặt nổi mà chúng ta thấy là chuyển giao quyền lực rất là êm thấm, không có nói là ô cái này là cái bầu cử gian lận vậy đó. Êm thấm lắm bầu cử giờ. Nhưng mà những cái đấu đá ngầm đó là nó toàn là sắc máu đằng sau đó không à. Chúng ta định là khi mà Mao Trạch Đông đang làm tổng bí thư, đang làm chủ tịch đủ thứ, cầm toàn quyền trong tay đó, thì có một cái cánh họ không đồng ý với Mao Trạch Đông. Cánh đó gồm có những cái người như là Lâm Bưu nè, Đặng Tiểu Bình nè, Chu Ân Lai nè, Diệp Kiếm Anh nè. Thì khi mà Mao Trạch Đông, chúng ta biết là Lâm Bưu đó là bị chết trên máy bay rồi, chuyến máy bay mà Lâm Bưu cất cánh rồi bay đi hướng về hướng bên nước Nga đó, mình không biết là bay đi đâu, thì đã bị bắn rơi trên không, Lâm Bưu là chết rồi. Còn lại những người như là Đặng Tiểu Bình, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, tới khi mà Mao Trạch Đông mà chết đó, thì nó mới xảy ra một cái cuộc chuyển giao quyền lực. Lúc mà Mao Trạch Đông chết thì cái nhóm mà nắm cái quyền lực, chúng ta biết là những cái năm cuối cùng của Mao Trạch Đông, chúng ta nhìn là chúng ta đã biết rồi. Tức là đầu óc của Mao Trạch Đông lúc đó là giống như là dementia rồi, ngồi tiếp thiên hạ mà ngồi giống như chết rồi vậy đó, chả có còn ra là một cái con người nữa, nó là giống như là một cái xác mà còn thở vậy thôi. Quyền lực lúc đó nằm ở trong tay bốn người, nó gọi là tứ nhân bang, mà đứng đầu đó là Giang Thanh. Thì Giang Thanh, Trương Vân Kiều, rồi Diêu Văn Nguyên với lại Vương Hồng Vân đó, cái nhóm đó là tứ nhân bang. Thì khi mà Đặng Tiểu Bình, khi mà Mao Trạch Đông chết đó, thì cái nhóm bên phía bên Đặng Tiểu Bình đó, họ nhanh, có nghĩa là khi Mao Trạch Đông còn sống đó, thì những cái người mà gọi là giữ những cái chức vụ quan trọng mà họ chống đối Mao Trạch Đông đó, cái số đó nó đông lắm. Cho nên Mao Trạch Đông vừa chết là họ đồng đứng về cái phía Đặng Tiểu Bình. Mà chính vì như vậy cho nên Đặng Tiểu Bình mới có cái quyền lực ở trong tay, bứng luôn cả bốn người trong tứ nhân bang, đưa họ ra tòa, nói là đủ tứ tội hết giam. Chúng ta biết họ giam và cho tới khi già mà thả ra đó, thì những người như là trong bốn tứ Giang Thanh và những cái người còn lại đó chết, thì chúng ta đã biết mà chết chết già, không có phải là bị xử tử gì cả. Nhưng mà cái khoảng đời còn lại của họ, những bản án tù rất là dài. Mình cho chúng ta thấy đó, đó, khi mà từ Mao Trạch Đông mà đi qua cái cánh của Đặng Tiểu Bình là một cái sự thanh trừng. Rồi sau cái sự thanh trừng đó, chúng ta là tới là nước Trung Quốc phát triển cho tới cái thời mà tên Giang Trạch Dân. Thì cái cánh của Giang Trạch Dân với Hồ Cẩm Đào là cùng một cánh với nhau. Và khi mà
Tập Cận Bình mà bắt đầu ngoi lên đó là hình như là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đã thấy cái tham vọng quyền lực của Tập Cận Bình rồi. Chính vì như vậy đó mà cái phe mà đứng về phía Giang Trạch Dân đó, chúng ta nên nhớ là Giang Trạch Dân mặc dù là không còn là nắm quyền hành nhưng mà cái ảnh hưởng trên Hồ Cẩm Đào rất là mạnh. Thì trong đó đó, cái nhóm mà đứng về phía Giang Trạch Dân, trong đó có Bạc Hy Lai nè, có Chu Vĩnh Khang nè. Chu Vĩnh Khang là cái tay tướng công an cũng bị bắt đó. Rồi Quách Văn Quý, cái tay tỷ phú mà đi qua bên Mỹ. Mà tay tỷ phú Quách Văn Quý khi nó qua bên Mỹ đó thì nó cấu kết với lại Steve Bannon của Mỹ đó, mà tôi nói để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Thì đó là những cái cánh của Giang Trạch Dân. Và cái cánh đó họ đã, khi mà nghĩa là Tập Cận Bình bắt đầu trỗi dậy ở trong cái đảng Cộng sản đó, thì cánh đó đã một vài lần muốn ám sát Tập Cận Bình rồi. Là mà cái đó, những cái đó trong cái những cái bài viết của mấy cái ký giả Trung Quốc đó cho thấy là Chu Vĩnh Khang đã đặt bom rồi khi mà Tập Cận Bình bị bệnh đó, đi vào trong cái bệnh viện 301 của Trung Quốc đó, là đã có cái âm mưu là tiêm thuốc độc để cho Tập Cận Bình chết. Nhưng mà những cái âm mưu đó nó không có thực, nghĩa là nó đổ vỡ, bể vỡ, đổ, nó đổ vỡ ra, không, nghĩa là không có. Mà bên Trung Quốc nó không giống Mỹ, mỗi một lần mà xảy ra chuyện vậy nó không có điều tra, tức là những cái liệt quyền lực mà nó đang nắm đó, nó bịt hết những cái cuộc điều tra. Thì khi mà Tập Cận Bình thoát chết và sau đó Tập Cận Bình lên nắm quyền đó, thì cái chuyện đầu tiên của Tập Cận Bình là dứt điểm Chu Vĩnh Khang, dứt điểm Bạc Hy Lai, và những cái người mà gọi là tay chân của Giang Trạch Dân đó đều bị tóm hết. Và cái chiến thuật đó Tập Cận Bình nói rằng là cái đó là tôi diệt tham nhũng, tôi đã hổ diệt rồi, nhưng mà thực sự ra là chúng tôi muốn lấy cái quyền lại, và cái quyền đó nó kèm theo cái quyền lợi là tham nhũng đó, nó dành cho cái nhóm của tôi. Đó là cái cách mà Tập Cận Bình làm việc. Cho nên ngay bây giờ thì chúng ta thấy cái cuộc chuyển nhượng quyền lực mà giữa, nghĩa là bây giờ giao lại cái quyền lực cho Tập Cận Bình 10 năm nay rồi, bây giờ đây là cái nhiệm kỳ thứ 3 đó, là đây là cái lúc mà hoàn toàn sắc máu. Chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề mà nó còn gây gắt nữa. Ngay bây giờ thì khi mà nói hồi nãy, tại vì Bách nói là về kinh tế với lại an ninh đó, vì cái an ninh của Tập Cận Bình mà Tập Cận Bình coi kinh tế Trung Quốc chả ra cái quái gì hết đó. Cái ngày mà Tập Cận Bình vừa lên ngôi, vừa lên ngôi cái nhiệm kỳ thứ 3 đó, là ngày hôm qua, nghĩa là cái chứng khoán của những cái công ty Trung Quốc đó, mà nó gọi là free fall đó, rơi tự do đó, nó cho thấy rằng là những cái chuyển nhượng quyền lực của những cái chế độ độc tài như là Nga, như là Tàu, như là những cái xứ độc tài khác đó, bao giờ cũng là chúng ta không thấy thôi, nhưng mà nó là nó đẫm máu ở đằng sau hậu trường. Quay trở lại với Hồng Bách. Dạ vâng, cái sự kiện mà ở Trung Cộng mà khi Tập Cận Bình giữ lại cái đế chế nhiệm kỳ thứ 3 đó, nó cho thấy cả thế giới cũng e ngại về vấn đề này. Và chúng ta không phải không những là Mỹ đưa ra cái chiến lược an ninh của Hoa Kỳ, mà chúng ta thấy cả Âu Châu và nhiều quốc gia họ đặt cái vấn đề là Trung Cộng rất là nguy hiểm trong những cái thời gian tới. Và đặc biệt là Hoa Kỳ họ cũng cô lập, họ không có cung cấp những cái chất bán dẫn cho Trung Cộng, tức là nền kinh tế của Trung Cộng đó. Thưa luật sư, trước những cái sự kiện này đó thì chúng ta thấy biết là ngày 20 tháng 11, tức là còn không còn khoảng 25 ngày nữa, thì có cuộc họp mặt của là hội nghị của 20 quốc gia có cường quốc có nền kinh tế lớn nhất của thế giới tại Nam Dương. Trong cái hội nghị này đó thì dưới cái nhìn của luật sư đó thì ông Tập Cận Bình có gặp Tổng thống Joe Biden không? Và kể cả ông tổng thống của Putin nữa, thì dưới cái nhìn này liệu rằng cái tình hình của thế giới cần phải đối thoại không? Thật sự là chúng ta không có đoán mò được, có những điều, nhiều điều nó xảy ra đằng sau hậu trường chúng ta không có đoán được. Chúng ta chỉ nghe cái lời lên tiếng của bên phía bên Mỹ thôi, là
bên phía Mỹ cho tới giờ phút này đó, họ nói họ không có nhu cầu để mà gặp Putin, cũng chưa nghe họ lên tiếng gì về Tập Cận Bình. Nhưng mà riêng đối với Putin, đối với Nga đó, thì ông bên phía ông Biden nói rất là rõ, nếu là gặp thì chắc không gặp rồi, nhưng mà nếu mà trong cái buổi, nếu mà gặp để mà nói chuyện về những cái số phận của những người công dân Mỹ đó, như là cái cô nữ cầu thủ bóng rổ đó, và cái ông mà bị bắt về cái tội gián điệp đó, thì thực sự ra chỉ có khi nào nói về những người công dân Mỹ thì hoặc mai sẽ có cái cuộc nói chuyện giữa Biden với lại ông Putin, ngoài ra không có cái gì để mà nói nữa. Thì tôi nghĩ rằng là nhất là chúng ta phải hiểu luôn một điều nữa là những cái phiên họp mà gọi như cái dạng như là G20 đó, tức là G20 đó, là chỉ là họp mặt với nhau, chứ còn không có một cái chính sách gì mà gọi là quan trọng mà được, mà đã bao nhiêu lần chúng ta thấy G20 nè, hay là cái hội nghị 10 nước ASEAN vậy đó, họp với nhau rồi đi, khi mà đi về đó thì đâu nó cũng vào đó, chỉ có những cái chính sách về sau này là do hai chính quyền họ làm việc với nhau thôi. Cho nên cái hỏi rằng là có cái nhu cầu để mà gặp Tập Cận Bình, có cái nhu cầu để mà gặp Putin hay không, chúng ta phải khẳng định là không có cái nhu cầu đó. Chúng ta chờ xem. Quay trở lại. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua, tối hôm qua có cho biết là cái sự đấu thoại đó, và Tổng thống Joe Biden có sẵn sàng đấu thoại. Nhưng mà đấu thoại qua nữa là qua màn hình hay là đấu thoại trực tiếp thì mình chưa biết. Bởi vì cái sinh mạng của thế giới đó, nó trong những năm tới đó, nó rất là quan trọng. Bây giờ ví dụ như Nga, mà Nga sẽ thua ở Kherson, mà liệu rằng thua Kherson như vậy đó, thì Nga bây giờ họ cho rút quân, và có thể bây giờ quân đội của Ukraine đang cô lập Kherson chẳng hạn, thì có thể biết đâu là Putin đó, khùng lên, điên lên, đang bị trang nội bộ chống đối đó, thì có thể đưa tới cái vấn đề là dùng vũ khí hạt nhân chiến lược chẳng hạn, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên những sự gặp gỡ đối thoại đó thì mình chắc là không biết là có gặp hay không, nhưng mà mình nghĩ là làm sao họ phải hạ nhiệt cái tình hình của thế giới, đặc biệt là ví dụ như Tập Cận Bình. Bây giờ có những cái mưu toan này mưu toan kia, anh thấy hai ngày vừa qua đó, cách đây hai ngày thì hai vị bộ trưởng của Hoa Kỳ và bộ trưởng ông Shoigu của Nga có gặp nhau, có đối thoại với nhau, nói chuyện qua màn hình, thì anh thấy là họ cũng tìm cách hạ nhiệt. Thì bây giờ để kết thúc chương trình, chúng ta thấy là khi mà Tập Cận Bình, cái đế chế Tập Cận Bình để tạo trong nội tình của Trung Cộng có sự chống đối, nhưng mà chống đối với cái sự bàn tay sắt của Tập Cận Bình thì rất là nguy hiểm. Khi nãy đó anh Duyên có nhắc tới ông Chu Vĩnh Khang. Chu Vĩnh Khang là một cái nhân vật là bộ trưởng Bộ Công an mà nắm cả tình báo luôn, là một nhân vật ghê gớm. Mà trước đây chúng tôi có đề cập tới đó là ông qua Hà Nội năm 2009 thì phải, thì là chính ông qua Hà Nội rồi ông có vào Sài Gòn để ông gặp ông Lê Thanh Hải. Lê Thanh Hải là bí thư thành ủy Sài Gòn, và ông Lê Thanh Hải đó nó có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan, là nhà tỷ phú mà mới vừa rồi bị bắt, mà có ba người trong cái tập đoàn đó có liên quan đó, đã chết một cách nghĩa là mờ ám, chưa ai biết. Thì để mình nói lên cái điều này là nó có đường dây, nó có cái tình báo, có cái điệp viên hết á, thì chúng ta không biết cái điều gì sẽ xảy ra cho Trung Cộng. Nhưng mà qua các cái phản ứng như là anh Duyên nói đó, một người đã liều lĩnh treo hai cái banner trên cái cầu, một cái là họ chống đối lại cái sự gọi là Covid, tìm cách là Zero Covid thì làm cho nền kinh tế khó khăn, kiệt quệ. Cái thứ hai là đòi lật đổ Tập Cận Bình. Cái điều đó cho thấy cái dấu hiệu là ngấm ngầm họ là chống lại Trung Cộng, chống lại cái tập đoàn lãnh đạo của Tập Cận Bình. Bây giờ để kết thúc chương trình, xin mời anh Duyên. Dạ vâng, cảm ơn. Cái tổng kết của anh Hoàng Bách đã cho chúng ta thấy những cái nét của những cái hướng đi của Trung Quốc rồi. Còn bây giờ nói rằng là khép lại một điểm nữa thôi, hỏi rằng là Tập Cận Bình có dám đánh Đài Loan, hay là có dám gọi là phô trương cái sức mạnh quân sự hay không. Cái đầu của Tập Cận Bình khi mà một cái tên mà nó đã điên rồi, nó nghĩ rằng là nó hơn thiên hạ đó, cái đó không ai đoán được. Tôi chỉ nhìn cái khách quan mà tôi nói thôi. Cái khách quan mà tôi nói là
khi mà Putin cũng bắt đầu tính phô trương cái sức mạnh quân sự của Nga đó, thì cho tới giờ phút này sức mạnh quân sự của Nga gần như là cái tiềm năng chiến đấu của Nga, và ngay cả những cái vũ khí của Nga đó, nó đã phơi bày trước thế giới rồi. Tiềm năng quân sự đã bắt đầu thoạt đầu không mạnh như chúng ta tưởng, mà bây giờ nó đã suy yếu nhiều rồi. Còn vũ khí của Nga bây giờ phơi bày ra đó, mới thấy rằng không có cái độ chính xác và không có cái hiệu nghiệm theo cái dạng như là những cái vũ khí của Mỹ mà được nghiên cứu cho từng cái chiến thuật một, từng cái mặt trận một. Mà trong khi đó thì cái quân lực của Tập Cận Bình đó, nó rập khuôn cái quân lực của Nga. Vũ khí thì hồi nãy giờ chúng ta đã nói rồi, chúng ta nhìn ba cái chiếc hàng không mẫu hạm của tàu đó là chúng ta hiểu là cái thực sự về vũ khí của họ tới một cái mức nào rồi. Còn cái quân đội của họ đó, của tàu đó, được tổ chức rập khuôn như quân đội của Nga, có nghĩa là từ trên tới dưới nó tham nhũng và muốn thăng cấp, muốn đeo lon, muốn có một cái chức vụ gì, toàn là tham nhũng. Khi mà đụng trận thực sự, tất cả những điều đó sẽ phơi bày. Cho nên tôi thì tôi không biết là Tập Cận Bình sẽ nghĩ gì, nhưng mà Tập Cận Bình mà gọi là vận động cái bắp thịt của mình lên, vận động cái muscle của mình lên, nó sẽ phơi bày tất cả những cái yếu kém về quân sự của Trung Quốc trở lại. Vâng, qua sự trình bày của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an bên gia đình và người thân. Cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đã đóng góp trong chương trình này. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin chào.